chúc mọi người thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé. Mình cảm ơn rất nhiều. Người những anh chị em đã đăng ký kênh nhé, mình sẽ dành riêng ra một buồng và sẽ tặng cho những anh chị em nha. Và tặng cách thức tặng như thế nào thì mình sẽ có một cái buổi live và gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Trong các phiên live đó thì mọi người nói chung ai xem live và ai đăng ký và ai đã đặt hàng tin tưởng mình thì đều có quà nha mọi người. Đều sẽ được nhận, mình sẽ tặng cho những cái câu tre như thế này miễn phí nha. Giờ mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn về cái trái nó thì nó cũng có đa dạng đó mọi người. Này là rất là dài nè. Đó, và những trái này như thế này là dài vừa nè. Đó, chứ còn tròn thì nó không tròn nha mọi người. Nó chỉ rất là dài và dài vừa thôi, chứ tròn thì nó không tròn nha. Mọi người lưu ý vấn đề đó nha. Là những cái câu tre mà trái dài nè mọi người. Thì hôm nay nó rụng xuống thì lại có những cái trái này. Cho nên là mình gom luôn những cái trái này nha. Còn hôm bữa thì anh khách anh chọn thì nó dạng như thế này. Đây, cho mọi người xem hai trái nè. Thì đây là một dòng câu tre đây mọi người. Nhưng mà nó có hai loại nha. Một loại rất là dài và một loại thì dài vừa phải nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Điện Nhẫn Vlog. Ngày hôm nay là cũng một cái ngày mà bão số 6 nó vào mọi người. Cho nên là cũng chuẩn bị cái công tác mà phòng chống bão đó. Cho nên hôm nay mưa rất là nhiều, cho nên là cũng không có quay được cái video gì cho mọi người xem. Nhưng mà hôm nay nó mưa nhiều, gió nhiều thì đi gom câu rụng đó mọi người. Đi gom câu chín đó. Thì gom được nhiêu đây đây. Và đây là những cái quả câu mà trời nó bão, nó gió hôm nay mà nó rụng đó mọi người. Gió thì ở mình cũng không ảnh hưởng gì nhiều đó. Thì nó quay đầu ra trực biển lại đó, cho nên là gió thì cũng không gió gì lắm, nhưng mà câu thì vẫn rụng nha mọi người. Đây là những cái câu mà nó rụng mà mình lụm lại đây. Thì cũng quay lại cho mọi người xem là những cái câu này. Mọi người nhìn nè, cái chín nó rụng nè. Thì cũng quay lại cho mọi người được xem nha. Ngày hôm nay thì chung là mưa cả ngày mọi người. Buổi sáng thì mưa lời nhiều hơn buổi chiều nha, mà mưa lớn nữa nên cũng không có làm gì và cũng không có quay được gì cho mọi người xem, chỉ có đi lụm được nhiêu đai câu thôi thì quay lại cho mọi người xem nha. Nhiêu đai thì khoảng hơn 300 trái nha mọi người, hơn 300 trái thì mình cũng dồn lại và cũng giao cho những cái anh khách mà đã đặt mình đó, và những người nhận anh chị em, những cô chú mà đã tin tưởng mình, đã yêu mến cái dòng câu tre ở Quảng Nam và đặt câu giống ở mình đó. Thì có thể là hơi lâu nha mọi người. Tại vì là số lượng câu người ta đặt mình rất là nhiều. Mà đặt là đặt trước đó không mà, người ta đã chuyển tiền đó mọi người. Người ta đã chuyển hết cho mình rồi, cho nên bây giờ mình phải gom đủ số lượng để mà giao. Mình thì mình không nhận tiền trước nha, mà mình cũng không có nhận cọc luôn. Nhưng mà tại vì có những anh kiểu như là anh cũng muốn lấy cái niềm tin, anh mạnh sợ là kiểu như là không phải là sợ gì, nhưng mà anh muốn chuyển hết cho mình vậy đó, để cho mình cũng có cái trách nhiệm mà cho nó nhanh nhẹn hơn đó mọi người. Cho nên là bây giờ mình cũng phải ra giao đủ hết tất cả những cái đơn này. Chứ còn mọi người đặt sau mà muốn lấy trước thì không được nha mọi người. Tại vì phải theo lần lượt nha. Ai đặt trước với mình thì mình giao trước. Nhưng mà trong khi trong cái vấn đề ở đây là nếu như mà chẳng hạn như mình có 300 quả ví dụ thôi nha. Ví dụ như mình đang gom được 300 quả như thế này, và trong cái Zalo thì tới lượt của các anh ví dụ thôi là anh A, mình nhắn tin cho anh A là đã có câu cho anh, thì ngày mai hoặc ngày mốt em sẽ đi giao cho anh. Thì nếu anh không trả lời á thì tới lượt anh B nha mọi người, chứ mình không có chờ nha. Tại vì mình nhắn trong vòng khoảng vài tiếng đồng hồ hay là qua một đêm mà không trả lời mình thì số câu đó sẽ chuyển cho anh B nha mọi người. Chứ tại vì số lượng câu là mà hiện tại bây giờ rất thật sự là rất là hiếm á mọi người, không có câu chính đâu ở đây á. Những anh chị em đã dặn mình trước rồi với có câu chính đây, chứ còn ở quê mình bây giờ không có câu chính đâu nha mọi người, người ta bán câu non hết rồi.
Cho nên là những anh chị cũng để ý cái tin nhắn nha. Mình thì mình nhắn tin vào cái tin nhắn đó thì mọi người nhớ xem và trả lời nha. Còn nếu như mọi người không trả lời thì coi như là qua lượt nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ thì cái số lượng mà mình đã giao được cũng khá là nhiều rồi mọi người. Giao được nói chung là phải hơn phân nửa cái số lượng mà mình đã tính nhẩm rồi đó. Thì còn lại hơn một khoảng phân nửa nữa. Thì khoảng mình đã giao được 3/4, được 3/4 rồi. Thì còn một ít nữa là xong. Còn những anh chị mà đặt lại sau này thì cứ thế nha, cứ lần lượt rồi cũng tới lượt mình thôi. Chứ còn mà chẳng hạn như hối mình hoặc là ưu tiên thì mình không thể nha mọi người. Vì mình cũng làm có uy tín và cái trách nhiệm á. Ai đặt trước thì mình sẽ gửi trước nha. Và mọi người lưu ý nha, là mình không yêu cầu chuyển khoản mà cọc tiền nha mọi người. Cọc, đặt cọc cho mình thì mình không yêu cầu nha. Thì khi nào mình có câu thì gửi chuyển khoản cho mình rồi mình gửi câu đi thôi, chứ mình không có yêu cầu là đặt cọc nha mọi người. Không có, mình không có lấy cọc hay nhận tiền trước, mình cũng không đâu nha. Cho tại vì những cái anh mà ở trước mùa câu á, ảnh nhiệt tình quá cho nên ảnh mới chuyển luôn cho mình. Chứ còn đúng ra thì mình không có nhận tiền trước đâu nha mọi người. Chỉ có câu rồi mình nhận thôi, chứ còn mình không có chuyển tiền trước nha. Câu cây hay là câu trái gì cũng vậy thôi nha mọi người. Và cho mọi người xem đây là những trái câu tre mà trái dài nè mọi người. Thì hôm nay nó rụng xuống hiện lại có những cái trái này. Cho nên là mình gom luôn những cái trái này nha. Còn hôm bữa thì anh khách anh chọn thì nó dạng như thế này. Đây cho mọi người xem hai trái nè. Thì đây là một dòng câu tre đây mọi người. Nhưng mà nó có hai loại nha. Một loại rất là dài và một loại thì dài vừa phải nha mọi người. Nè, cái loại rất là dài này á, cái loại mà rất là dài này thường thì cái buồn của nó không triểu trái bằng cái loại mà ở phía dưới đây mọi người. Cái loại dài vừa này á thì theo mình thấy nó rất là xoay trái nha, triểu trái. Còn cái hàng mà to dài này nè thì cái trái nó rất là dài và lớn nha mọi người. Đó. Thì cũng nói chung trong một cái đơn hàng mình chuyển đi thì nó sẽ có những trái rất là dài như thế này và cũng có những trái như thế này. Và mình bao ra đây là giống câu tre ở quê hương của mình nha mọi người. Câu tre nha mọi người, nhìn cái đít đó nè, đít nó luôn nhọn nha. Câu tre đây là giống câu tre ở Tiên Phước, còn ở quê hương của mình nè mọi người, ở Tiên Lãnh đây. Thì có một số anh chị em hỏi mình là cái câu tre nó khác cái gì với cái địa phương khác á, thì nó khác nhiều nha mọi người, chứ không phải là nó khác một hai điểm đâu. Thì mọi người mà ai mà mua câu non á, khi mà cái bao câu người ta cột trong cái bao á mọi người mọi người có thử mở cái bao nó, khi mà người ta cột cái vận chuyển nó ú hơi lại á, mọi người mở cái bao ra mọi người có nghe cái nó thơm không? Riêng cái câu tre thì nó rất là thơm nha mọi người. Nó thơm, mùi câu rất là thơm nha. Đó cũng là một cái đặc điểm rất là nổi bật của cái dòng câu tre nha mọi người. Đó. Còn về cái trái nó thì nó cũng có đa dạng đó mọi người. Này là rất là dài nè. Đó. Và những trái này như thế này là dài vừa nè. Đó. Chứ còn tròn thì nó không tròn nha mọi người. Nó chỉ rất là dài và dài vừa thôi. Chứ tròn thì nó không tròn nha. Mọi người lưu ý vấn đề đó nha. Và sẵn cái video ngày hôm nay á, thì mình cũng muốn gửi tới những cái anh chị và những cái anh chị em đã ủng hộ mình á, đã đăng ký kênh, đã ấn like và những anh chị em đã mua cây giống của mình trước đó. Thì mình giao cho khách xong á, mình sẽ chừa lại một buồng câu thật là đẹp nha mọi người. Mình sẽ chừa lại một buồng câu chính thật là đẹp. Mình sẽ tặng cho những anh chị nào mà đã đăng ký kênh và đã ủng hộ mình, đã tin tưởng mình, đã nhờ mình đặt câu giống dùng nha. Thì mình sẽ tặng một buồng câu nha mọi người. Một buồng câu thì nó khoảng 200 mấy trái cho tới 300 trái nha. Thì trong đó mình sẽ chia nhỏ ra cho tất cả những anh chị mà đã đặt câu giống của mình nha mọi người. Và những anh chị em đã đăng ký kênh nha, mình sẽ dành
riêng ra một buồng và sẽ tặng cho những anh chị em nha. Và tặng cách thức tặng như thế nào thì mình sẽ có một cái buổi live và gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Trong các phiên live đó thì mọi người nói chung ai xem live và ai đăng ký và ai đã đặt hàng tin tưởng mình thì đều có quà nha mọi người. Đều sẽ được nhận, mình sẽ tặng cho những trái cau tre như thế này miễn phí nha. Thì mình tặng thôi chứ không bán buôn gì nha mọi người. Nhưng mà phải chờ mình giao xong rồi nha. Chờ mình giao xong cái những cái đơn hàng mà đây nè. Thì mình mới thực hiện được cái tri ân đó nha mọi người. Thì cũng rất cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh, đã ủng hộ mình, đã theo dõi mình trong thời gian dài qua đó. Thì mình cũng thay cho lời cảm ơn á, chân thành thì mình sẽ tặng những anh chị em yêu mến cây trái cau này nè, mình sẽ tặng cho mỗi người một ít nha, làm giống, làm kỷ niệm cho mọi người. Đó là thay cho lời cảm ơn chân thành nha. Thì video ngày hôm nay chỉ có thế thôi nha mọi người. Bão thì cũng rất may là nó đã quay đầu rồi mọi người, cho nên là không ảnh hưởng gì nhiều. Cho nên là bây giờ mới có thời gian mà ngồi đây để mà trò chuyện á. Chứ còn bão mà nó vào thì chắc chắn là buổi tối nó là mệt mỏi rồi. Là phải nói chung là bão vào vô là cực lắm mọi người ạ. Không biết ở địa phương mọi người có bão bao giờ chưa chứ. Chỗ quê của mình thì bão thường xuyên đó, cho nên mình rất là sợ bão nha. Bão nó vào cây cối lá cây bay tùm, nói chung tăng nhà đồ dơ bề bộn lắm mọi người ơi, rất là cực. Thì video ngày hôm nay đến đây là dừng nha mọi người. Thì mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha mọi người. Thì rất mong mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.